핫 펜서 스튜디오. Ngày hôm nay mời các bé cùng lắng nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Tên truyện thật là ngộ nghĩnh phải không nào? Cô bé quàng khăn đỏ là một câu chuyện cổ tích kể về một cô gái trẻ và một con sói già độc ác. Cô bé mãi chơi quên lời mẹ dặn, đến nỗi bị chó sói lừa ăn thịt cả cô và bà ngoại vào trong bụng. Để biết được rõ sự tình như thế nào, liệu cô bé và bà của mình có được cứu thoát khỏi con sói gian ác kia không? Chúng ta hãy lắng nghe thật chăm chú nhé! Ngày xưa, có một cô bé rất ngoan ngoãn, tốt bụng. Cô luôn được mọi người yêu mến. Bà ngoại là người yêu cô nhất. Sinh nhật cô bé, bà đang tặng cô một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp. Hễ đi đâu cô bé cũng quàng. Vì thế nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm nọ, bà ngoại bị ốm. Mẹ dặn khăn đỏ đem bánh sang biếu bà. Trước khi cô bé ra khỏi nhà, mẹ dặn cô rất kỹ. Con à, sang bà thì con đi đường thẳng đến nhà bà luôn nha. Đừng la cà dọc đường, đường vòng qua rừng có rất nhiều chó sói đấy. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ, rồi cầm giỏ bánh đi sang nhà bà ngoại. Nhưng vốn ham chơi, trên đường đi, cô bé thấy đường qua rừng có rất nhiều hoa thơm, bướm màu sắc sặc sỡ đang tung tăng bay lượn. Mãi chơi quá, cô bé quên mất lời mẹ dặn. Cứ thế đi men theo đường rừng. Đi được một đoạn đường thì gặp bạn Sóc. Sóc nhắc nhở cô bé: "Cô bé quàng khăn đỏ ơi, cô quên lời mẹ dặn rồi à. Cô quay lại đi đường thẳng đi, đi đường vòng sẽ bị sói ăn thịt đấy." Mặc cho Sóc càng ngăn, cô bé vẫn rong ruổi theo đàn bướm. Cô bé vừa tung tăng trên đường, vừa bắt bướm hái hoa. Đến tới giữa khu rừng thì cô bé gặp chó sói. Sói nhìn thấy khăn đỏ thì mừng lắm. Vậy là đã có bữa ăn rồi. Sói ngay lập tức nhảy ra từ bụi rậm, tiến đến trước mặt cô. Chó sói cất giọng ầm ầm: "Này nhóc con, đang tung tăng đi đâu thế?" Nhìn thấy chó sói, khăn đỏ sợ hãi. Cô run run trả lời: "Bà ngoại, cháu bị ốm. Mẹ cháu sai mang bánh sang biếu bà ạ." Sói nghe thấy cô bé quàng khăn đỏ nói đang đi sang bà ngoại tặng bánh. Nó thầm nghĩ trong bụng: "À, hóa ra con bé này lại còn có cả bà ngoại nữa. Thế thì ta phải tính ăn thịt cả hai bà cháu nó mới được." Sói tiếp tục hỏi: "Thế nhà bà ngoại cháu ở đâu?" Cô bé quàng khăn đỏ đáp: "Nhà bà ngoại cháu ở bên kia khu rừng này. Ngôi nhà gỗ có cái ống khói cao tít. Chỉ cần đẩy cửa là vào nhà được luôn." Biết tính cô ham chơi, sói ta liền bảo: "Bà cháu đang ốm, vậy cháu hãy đi hái ít hoa mang cho bà đi." Khăn đỏ tung tăng đi hái hoa, còn sói chạy thẳng một mạch tới nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy nhẹ cửa vào nhà, rồi vô lấy bà ngoại nuốt chửng ngay. Ăn thịt xong bà ngoại cô bé, nó lên giường đắp kín chăn, giả vờ bà ngoại đang ốm. Khăn đỏ tung tăng hái hoa xong, mới nhớ ra bà ngoại đang chờ, vội vã đến thăm bà. Nhưng lạ thay, cửa đã mở sẵn, khăn đỏ gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Lo lắng, khăn đỏ tiến tới gần giường và cất tiếng hỏi bà: "Bà ơi, bà ốm lâu chưa bà?" Sói không đáp, giả vờ rên: "Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà." Cô bé quàng khăn đỏ tiến đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi: "Bà ơi, sao hôm nay tay bà to thế?" Chó sói vừa rên vừa đáp: "Tai bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn." "Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?" "Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn." Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: "Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?" "Mồm bà to để bà ăn thịt cháu dễ hơn." Khăn đỏ sợ hãi hét một tiếng thật to, nhưng không kịp làm gì. Thế rồi sói vùng dậy, nuốt chửng luôn cả khăn đỏ vào bụng. Ăn no nê, sói nằm giữa nhà, ngáy o, o. Đúng lúc đó, có bác thợ săn đi qua.
Nghe thấy tiếng hét, bác nghĩ chắc chắn không phải là bà cụ ở nhà. Bác đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy con sói đang nằm lăn ra ngủ. Bác thợ săn đoán chắc nó đã ăn thịt bà rồi. Bác thợ săn liền lấy dao mổ bụng chó sói và kịp thời cứu được hai bà cháu khăn đỏ ra ngoài. Từ đó trở đi, cô bé quàng khăn đỏ ngoan ngoãn, không bao giờ quên lời mẹ dặn nữa. Các em ơi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện tiếp theo nhé.